xe gian rới vừa từ Nhật về, nguyên thùng nhà Zimbai ở 325 Giảng Võ. Em quay tổng thể chiếc xe các bác ngắm. Chiếc xe có size S, rất là đẹp. Em đi vào chi tiết nhé. Bánh 700C, lốp và bánh thì đều của gian hết, vành gian hết. Gồm hai lớp, vành gồm hai lớp xe gió. Cấu hình là 3 x 8, khung nhôm vàng nhôm một kim, gió đĩa của Shimano, tem made in Taiwan. Tên là gian giới xe S, cọc yên và yên thì vẫn nguyên bản theo xe. Xe này là mua đấu giá nguyên chiếc ở bên Nhật đóng thùng về ạ. Phanh của Shimano có bấm cả 8 speed. Ô, phanh đều, xe gần như mới tung luôn, chưa xước sát rất là ít. Vành cũng là vành gian, vành nhôm hai lớp, lốp vẫn nguyên. Đây có cái đo đồng hồ đo tốc độ. Cây đan Velcro nhôm, ba đĩa. Xe thì dùng bộ group đồ Shimano Aceda, 3 đĩa 8 lít, xích lít thì cũng là của Shimano hết. Tem Nhật đây. Xe dùng tại thị trường Nhật nên là xe có tem Nhật đây, biển số của Nhật đây. Tem gửi xe và tem made in Taiwan. Em quay tổng thể lại rồi các bác nhìn một lần nữa. Các bác có nhu cầu mà muốn mua những chiếc xe Nhật nguyên chiếc, nguyên bản của Nhật về thì liên hệ với nhà Zimbai. Zimbai chỉ bán những cái hàng Nhật bán đấu giá và lựa chọn trực tiếp từ bên Nhật về như này, đóng thùng nguyên chiếc về đường hàng không. Rồi, em xin dừng video ở đây nhé.